Xin kính chào quý vị và các bạn thân mến đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sau vụ mất ăn và sơ múi khoản tài trợ của Tổng thống Trump dành cho Việt Nam 37 triệu đô la, nhưng không chuyển khoản bằng tiền mặt mà toàn bộ được chuyển thành thuốc men và dụng cụ y tế, nên 7 Phúc đã ban hành quy định mới bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Nhưng điều quan trọng là lấy đâu ra khẩu trang, hay Phúc Niệm đang có một kho hàng khẩu trang để đẩy ra thị trường thu lợi. Để bù đắp cho sự mất mát 37 triệu đô la tài trợ của Tổng thống Donald Trump dành cho Việt Nam, nhưng bằng hiện vật với dòng chữ đỏ, hàng tài trợ miễn, cấp miễn phí, cấm mua bán dưới mọi hình thức. Gói viện trợ 37 triệu đô la dành cho Việt Nam sẽ được Tổng thống Donald Trump giúp Việt Nam phòng chống trị Covid-19. Các anh cứ tưởng Mỹ sẽ chuyển cho các anh 37 triệu đô la tiền mặt, thì Phúc và Bộ Chính trị sẽ được một cú no nê vì khoản tài trợ này. Không ngờ Mỹ cao tay vì đã quá dành bọn cá cha chóc bù của Cộng sản Việt Nam, nên đã quy đổi tất cả thuốc men thành thuốc men và các trang bị thiết bị y tế để phòng và chữa trị Covid-19. Đồng thời những sản phẩm này được quy định bắt buộc phải đóng dấu nhãn mác bằng chữ đỏ, hàng viện trợ cấm buôn bán ngoài thị trường. Ông Thủ tướng Việt Nam quy định từ ngày 16 tháng 3, tức là từ ngày mai, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng. Cổng thông tin chính phủ đã phát đi nội dung thông báo kết luận của Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực chính phủ về phòng chống trị Covid-19. Theo Thủ tướng, trong thời gian qua, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống trị Covid-19 và đạt được kết quả tốt, được cộng đồng quốc tế và nhân dân đánh giá cao, tăng thêm niềm tin trong nhân dân. Tuy nhiên, trên thực tế cũng đã có địa phương còn chủ quan, lúng túng trong công tác phòng chống dịch, cần nghiêm túc rút kinh nghiệm. Giao Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống trị Covid-19 chỉ đạo việc mua sắm một số trang thiết bị cần thiết phục vụ cho việc điều trị, phòng chống dịch. Trước mắt đồng ý mua hoặc có đơn vị tài trợ để có 2.000 bộ kit thử nhanh để cấp cho các cơ quan địa phương đang có nhu cầu xét nghiệm cao. Từ ngày 16 tháng 3, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng. Từ ngày 16 tháng 3 năm 2020, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người như tại siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng. Các bộ công thương, y tế chỉ đạo bảo đảm sản xuất cung ứng khẩu trang, bảo đảm chất lượng đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân. Đó là lời của ông CLMV Nguyễn Xuân Phúc. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo ngành hàng không, các hãng hàng không phát miễn phí khẩu trang cho hành khách trong trường hợp hành khách chưa có khẩu trang, kể cả hành khách người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, yêu cầu hành khách đeo khẩu trang trong suốt chuyến bay và khi vào nhà ga. Hướng dẫn phòng chống dịch bệnh từng người dân. Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế chủ động kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí về phòng chống dịch, hướng dẫn đầy đủ về các trường hợp cách ly, giám sát y tế, bảo đảm thực hiện thống nhất tại các địa phương, cơ quan đơn vị. Bộ Thông tin và Truyền thông tập trung chỉ đạo các cơ quan báo chí trung ương, địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về phòng chống dịch, bảo đảm đúng mức, kịp thời, minh bạch và khoa học. Đồng thời để cho người dân tin tưởng, không hoang mang, kiểm soát chặt chẽ thông tin trên mạng xã hội. Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xử lý nghiêm kịp thời các trường hợp vi phạm để răn đe giáo dục. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường các hình thức thông tin hướng dẫn phòng chống dịch đến từng cộng đồng dân cư, từng người dân, kể cả phát tờ rơi để hiểu và thực hiện đúng các giải pháp ứng phó dịch bệnh của từng cá nhân và cộng đồng. Học trực tuyến, giảm nhẹ chương trình, rút ngắn thời gian học. Thủ tướng cũng yêu cầu triệt để ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý kinh tế xã hội và cung cấp các dịch vụ y tế cho người dân. Cháy nhà mới ra mặt hội đồng. Nếu quốc tế duy nhất của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, một tổ chức được dựng lên để bảo vệ và trợ giúp thế giới trên nhiều lĩnh vực, thì Việt Nam lại có rất nhiều hội đồng. Nhưng việc giúp đỡ nhân dân và các hội đồng này vẫn còn là câu hỏi rất lớn trong đời sống của chúng ta. Thứ nhất là Hội đồng Nhân dân được dựng lên để thay vì làm việc cho người dân. Không biết sự hiện diện của Hội đồng Nhân dân này vì mục đích gì, bởi cả đời họ chưa bao giờ thấy cái hội đồng này xuất hiện để bênh vực, trợ giúp hay chia sẻ nỗi lo của quần chúng. Ngược lại, một vài ông bà hội đồng có biểu hiện rất tiêu cực và
Trường hợp là bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là một thí dụ về chiếc dép của chị Dương ném thẳng vào mặt khi bà tham gia tiếp dân tại Thủ Thiêm vào năm 2018. Kế đến là hội đồng quản trị, tuy được lập ra để điều hành một công ty hay một tập đoàn nhưng rất nhiều khuôn mặt trong đó lem luốc cho cái chức danh này. Không biết có bao nhiêu ông chủ hội đồng quản trị của những tập đoàn nhà nước hay tư nhân đã vào tù vì tham ô móc ngoặc. Tiếng thơm của cái job này đang bị xu uế, bởi hơn nữa khi mới đây ông Lê Thanh Hà, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần gió điện gió có mặt trên chuyến bay VN1547 từ Hà Nội vào Thừa Thiên Huế. Ông là hành khách bị nhiễm Covid-19 nhưng đã không khai báo chính xác với cơ quan chức năng, thậm chí để cho nhân viên của mình đi cách ly thay. Còn một loại hội đồng nữa mà không thấy thế giới tư bản có nó, chỉ có Trung Quốc và Việt Nam là đưa nó lên hàng thượng tầng kiến trúc, được trọng vọng và cung kính khi nhắc tới nó, được ưu đãi và kinh phí cấp cho nó cũng là một con số khủng so với các cơ quan khác. Nó là Hội đồng Lý luận Trung ương. Vai trò của hội đồng này là tư vấn cho các ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các vấn đề lý luận chính trị. Có nhiệm vụ trực tiếp nghiên cứu một số đề tài do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao. Hội đồng này còn có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất những luận cứ về lý luận, đấu tranh bác bỏ những quan điểm sai trái với đường lối, quan điểm của Đảng, giữ mối quan hệ của các cơ quan nghiên cứu lý luận của các đảng cộng sản và các đảng cầm quyền trên thế giới. Hội đồng Lý luận Trung ương khóa 12 nhiệm kỳ 2016-2021 gồm có 44 người, một chủ tịch, 7 phó chủ tịch, một tổng thư ký và 35 ủy viên hội đồng. Trong 44 người chuyên săn lùng và nghiên cứu lý luận đấu tranh chống lại những kẻ phản động ấy có ông Nguyễn Quang Thuấn, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung Quốc, nguyên viện trưởng Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, đương kim phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và là thành viên tổ tư vấn kinh tế của chính phủ CLMV Nguyễn Xuân Phúc. Xưa nay người dân cứ ngây thơ nghĩ rằng mấy ông lý luận chính trị chỉ là vật tế thần cho Đảng Cộng sản, họ sống trong liêm khiết và tư tưởng chỉ nghĩ đến lợi ích của Đảng mà thôi. Cho tới khi vụ ông phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Quang Thuấn đổ bể thì người ta mới ngơ ngác hỏi nhau, vậy là chúng cùng một ruột với nhau hay sao? Ông phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Quang Thuấn là bệnh nhân virus corona số 21, sở hữu 3 căn nhà mặt tiền ở Hà Nội liền kề, bay hạng thương gia, ăn ở khách sạn 5 sao, đi đánh gôn 3 tỷ một năm, mời ca sĩ về hát trong buổi tiệc liên hoan sang trọng. Từ việc ông Nguyễn Quang Thuấn tự khoe là thành viên của Sơn Gốt Vân Trì, báo chí phanh phui ra rằng nó tọa lạc tại xã Kim Mỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội và được mô tả ở vị trí rất thuận tiện, đảm bảo an ninh, là sân golf đáng chơi nhất tại miền Bắc. Sân golf Vân Trì được coi là có mức phí cao nhất ở miền Bắc. Với mức phí này, những khách chơi tại Vân Trì Golf Club thuộc được coi là những người có điều kiện thuộc giới thượng lưu. Báo Dân Việt dẫn lại biểu phí của sân golf này cho thấy mỗi hội viên phải trả chi phí 3,6 tỷ đồng, tương đương với 155.706 đô la trong thời hạn 30 năm. Chưa kể phí thường niên 50,5 triệu một đồng. Mức phí này được giải thích là các thành viên phải chi để tận hưởng không gian riêng tư vì sân golf này giới hạn chỉ có 400 hội viên. Ông Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trên danh nghĩa có mức lương gần 20 triệu đồng một tháng nhưng thích trốn riêng tư thì ông lại có thừa. Đánh gôn riêng tư chưa đủ, ông còn có bồ nhí cho đủ bộ riêng tư. Mới đây báo chí lại tung tin Công an Hà Nội đã truy ra ông Hội đồng Thuấn đã từng ghé chung cư Vincom thăm bà giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Trâm và phát hiện mối dây liên hệ của bà này với ông hội đồng. Chính ông Nguyễn Quang Thuấn đã công bố quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa và nhiều người còn cho rằng chính ông là người đề bạt cho bà Nguyễn Phương Trâm vào chức vụ Viện trưởng Viện Văn hóa. Virus Corona như một trận hỏa hoạn kinh thiên động địa. Nó không những gây cho hàng ngàn người chết mà còn làm cho những chú chuột quen chui rúc trong bóng tối nay phải lộ mặt trước cuộc đời. Tại Việt Nam, những chuột bị lộ mặt mà các ông hội đồng cũng không thoát cơn thịnh nộ của cúm tàu, nhất là Hội đồng Lý luận Trung ương có con chuột cống mang tên Nguyễn Quang Thuấn. Con virus Vũ Hán tuy đã tụt quần ông Nguyễn Quang Thuấn cùng toàn thể nhân sự Hội đồng Lú lẫn Trung ương, nhưng hình như nhân dân lao động Việt Nam vẫn như con chuột, con đỏ hỏn mới đẻ, chưa chịu mở mắt nhìn đời. Người ta theo và ủng hộ Cộng sản vì người Cộng sản cần kiệm liêm chính, chí công vô tư.
Bây giờ qua vụ ông Thuấn, toàn thể đảng viên ai cũng bị lột quần. Thực chất đảng viên người nào cũng phung phí xa hoa, dối trá lọc lừa. Đảng viên nào cũng đạo đức giả. Càng ngồi ghế cao càng đạo đức giả và càng có lối sống bệnh hoạn. Đảng Cộng sản Việt Nam trong một thời gian cực ngắn so với lịch sử mở nước và dựng nước của Việt Nam đã mở 4 cuộc chiến tranh tàn khốc, máu đổ thành sông, xương chồng thành núi, nhưng hoàn toàn vô ích cho đất nước và dân tộc Việt Nam. Cơ đồ của cách mạng Việt Nam là đây. Thực dân Pháp ngày xưa tuy bóc lột dân Việt Nam nhưng họ xây dựng đủ thứ, đường xá, cầu cống, nhà thương, trường học, chợ búa. Họ xây dựng Hà Nội trở thành tiểu Paris, trung tâm văn hóa và của các nước Đông Dương. Họ xây dựng Sài Gòn vốn là một bãi châu tắm thành một Sài Gòn hoa lệ, hòn ngọc Viễn Đông. Hệ thống đường sắt của Việt Nam hiện nay là của Pháp để lại. Đà Lạt, Sapa cũng là của Pháp họ khai phá. Đồn điền, trà, cacao, cà phê, ruộng lúa đều có bàn tay của thực dân Pháp khai phá. Không biết thực dân Pháp lời hay lỗ trong 100 năm cai trị Việt Nam. Không cần thiết phải tìm hiểu nhưng chắc chắn rằng Đảng Cộng sản Việt Nam thì vô cùng lời trong suốt thời gian họ nắm quyền tại Việt Nam. Từ năm 1975 đến nay họ đã xây dựng được cái gì cho dân, cho nước như thời Pháp thuộc? Câu trả lời là không có gì hết. Hệ thống cầu đường Việt Nam hiện nay đều do nước ngoài đầu tư xây dựng hay do sở hữu tư nhân. Trung bình cứ 40 km đường là có một trạm thu phí, tức là người dân đóng tiền xây đường xá cho mình đi, nhưng Đảng Cộng sản lại là kẻ hốt tiền đút túi. Tiền thuế, tiền khai thác dầu, tiền xuất khẩu của công nhân, tiền nước ngoài đầu tư, câu hỏi đặt ra là hàng trăm lần là chúng đã đi đâu? Thì vào túi đảng viên chớ đi đâu. Vụ ông Thuấn tự tụt quần cho thấy đảng viên nào cũng đi máy bay hạng nhất, ngủ phòng ngủ 5 sao, nơi gôn chơi gôn 150k đô la một thẻ, và những đợt công tác ngoài, những dịp cho đảng viên đi du hí phung phí ngân sách mà đó là tiền thuế của người dân đóng góp. Đại hội đảng 13 của Đảng Cộng sản chuẩn bị, một mặt chuẩn bị nhân sự nên bàn ăn, mặt khác nghiên cứu vấn đề dân có còn cái gì để ăn nữa hay không. Vợ thủ tướng của Canada Justin Trudeau dương tính với COVID-19. Vợ của thủ tướng Canada Justin Trudeau, bà Sophia, vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. NCBC loan tin tối thứ Năm ngày 12 tháng 3. Giám đốc truyền thông của Trudeau, ông Cameron Ahmed, tuyên bố trên tài khoản Twitter, theo lời khuyên hướng dẫn của y tế, bà Trudeau sẽ được cách ly trong thời gian này. Tình trạng sức khỏe của bà ổn định, bà đang thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa và triệu chứng của bệnh ở mức độ nhẹ. Ông Ahmed nói thêm cá nhân của Thủ tướng Trudeau đang trong tình trạng sức khỏe tốt, không có triệu chứng bị nhiễm bệnh. Theo lời khuyên của bác sĩ, ông Trudeau cũng sẽ được cách ly theo thời hạn 14 ngày. Tuy nhiên, cũng theo lời khuyên của bác sĩ, Thủ tướng Trudeau sẽ không cần xét nghiệm ở giai đoạn này vì ông không có triệu chứng của COVID-19. Khoảng một thời gian sau khi thông tin được loan báo thông tin qua tài khoản Twitter của giám đốc truyền thông Cameron Ahmed, bà Sophia đã có lời cảm ơn đến toàn thể người thân, bạn bè và người dân Canada. Bà Sophia cho biết bà sẽ sớm phục hồi, hiện tại bà đang được cách ly tại nhà. Dù bà đang gặp triệu chứng rất khó chịu của COVID-19, nhưng theo bà vẫn không thể so sánh được với những gia đình Canada khác đang phải trải qua những vấn đề sức khỏe còn tồi tệ hơn cả bà. Chúng ta cùng nhau vượt qua điều này, hãy chia sẻ sự thật và giữ sức khỏe. Tôi gửi đến bạn bè và tất cả lòng can đảm và sự chân tình của tôi những cái ôm thật chặt từ xa, bà Sophia viết. Thủ tướng Trudeau đã có lời công bố với người dân Canada vào thứ Sáu này. Sáng thứ Năm ngày 12 tháng 3, truyền thông quốc tế đã loan tin về thông báo của Văn phòng Thủ tướng Canada cho biết Thủ tướng Justin Trudeau vừa áp dụng biện pháp tự cách ly vì vợ ông bà Sophia Trudeau có vài triệu chứng nhẹ, biểu hiện mệt. Một ngày trước đó, bà có buổi nói chuyện tại Anh. Cuộc khẩu chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc liên quan đến dịch bệnh do virus Vũ Hán gây ra là một trận chiến mới trên mặt trận ngoại giao. Xuất phát từ kế hoạch truyền thông nhằm viết lại nguồn gốc lịch sử của virus corona chủng mới gây ra đại dịch trên toàn thế giới hiện nay, Ngoại trưởng Mike Pompeo gọi thẳng tên Vũ Hán virus thay vì dùng ký hiệu COVID-19 theo quy ước của Tổ chức Y tế Thế giới WHO.
Ngày 11 tháng 3, Cố vấn An ninh cấp cao của Hoa Kỳ, ông Robert O'Brien cho rằng Trung Quốc ban đầu đã không đối phó tốt với dịch, trong khi Bắc Kinh hoàn toàn có khả năng chuẩn bị và hạn chế để cho dịch bệnh bùng phát, gây thiệt hại cho thế giới trong khoảng 2 tháng qua. Thật không may, thay vì sử dụng các biện pháp tốt nhất, dịch này ở Vũ Hán đã được che đậy. Điều này đã khiến cho thế giới phải trả giá bằng 2 tháng vật lộn với dịch. Nếu kể ra mà được thông báo từ sớm hơn, chúng tôi có thể giảm bớt được hậu quả đáng kể so với những gì đã xảy ra tại Trung Quốc và những gì hiện đã xảy ra trên toàn thế giới. Ngay sau đó, phát ngôn nhân viên cảnh sảng đã ngay lập tức chỉ trích quan chức Mỹ vô trách nhiệm. Ngày 12 tháng 3, trên Twitter cá nhân, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lishan đã được ngạo mạn nói rằng đó là Hoa Kỳ thiếu minh bạch. Khi nào thì bệnh nhân Zero xuất hiện ở Mỹ? Có bao nhiêu người bị nhiễm bệnh? Tên của các bệnh viện đó là gì? Có thể quân đội Hoa Kỳ đã mang dịch đến Vũ Hán. Hãy minh bạch, hãy công khai dữ liệu của bạn. Mỹ nợ chúng tôi một lời giải thích. Zhao Lishan đã không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho cáo buộc của mình rằng quân đội Hoa Kỳ có thể đổ lỗi cho sự bùng phát ở Trung Quốc. Những bình luận của Zhao kèm theo một đoạn clip của Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC Robert Griffiths phát biểu tại phiên điều trần Quốc hội trong ngày hôm nay. Tiến sĩ Griffiths đã nói rằng một số người Mỹ được chẩn đoán cúm sau đó đã được tìm thấy đã chết vì virus Vũ Hán. Có thể thấy lưu manh và ngang ngược luôn là bản chất của quan chức Cộng sản Trung Quốc nói riêng và Việt Nam nói chung. Họ đã quên rằng bệnh nhân Hoa Kỳ được phát hiện mắc bệnh và tử vong ở 2 tuần đầu tháng 2 năm 2020, trong khi dịch bệnh đã bùng phát tại Vũ Hán từ đầu tháng 12 năm 2019 mà Bắc Kinh cố tình ém nhẹm và bịt miệng các bác sĩ. Chiến dịch viết lại lịch sử đổ lỗi cho Hoa Kỳ và các nước châu Âu đang được Trung Cộng phát động khá mạnh mẽ trên mạng xã hội. Lúc này, nhằm giảm bớt sự phẫn nộ của người dân khi công tác phòng chống dịch bệnh tại thủ phủ Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc quá yếu kém. Tổng thống Trump ở Mỹ âm tính với coronavirus. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14 tháng 3 giờ địa phương nhận kết quả âm tính với virus corona chủng mới, theo bác sĩ riêng của Tổng thống, ông Sean Conley. Tổng thống Trump ngày 13 tháng 3 cho biết đã thực hiện xét nghiệm COVID-19 dịch hô hấp viêm hô hấp cấp từ virus corona chủng mới và thân nhiệt hoàn toàn ổn định. Theo Reuters, ông Trung biết đã nhận được xét nghiệm vào tối ngày 12 tháng 3 và sẽ có kết quả trong vòng từ 1 đến 2 ngày. Tổng thống Mỹ cuối cùng đã hành động sau nhiều lần bị giới truyền thông chất vấn về tình hình ông có tiếp xúc với một số quan chức Brazil mắc phải dịch bệnh COVID-19. Trong buổi họp báo, quan chức Nhà Trắng cũng lần đầu tiên kiểm tra thân nhiệt của toàn bộ phóng viên tham gia kể từ khi COVID-19 xuất hiện. Giáo sư Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ, thông báo nước này có 2.226 ca COVID-19, nhưng hiện vẫn chưa đến đỉnh điểm của dịch. Dịch bệnh sẽ diễn biến tệ đi khi có khá lên 99% người bệnh sẽ hồi phục và người dân cần biết điều đó, Tổng y sĩ Mỹ John Adams thông báo. Trước đó, một số người đã chỉ trích ông Trung tập trung quá nhiều vào thị trường trước mối nguy cơ của dịch COVID-19 sau đợt giảm điểm mạnh nhất từ cuộc khủng hoảng 1987 vào ngày 12 tháng 3 và ba chỉ số chính của phố Wall đều tăng từ 9% hôm 13 tháng 3. Tổng thống Mỹ cho biết vinh dự được thấy thị trường chứng khoán đạt kỷ lục trong khoảng thời gian ngắn chỉ hơn 45 phút. Ông cũng hy vọng điều này sẽ diễn ra thường xuyên. Cũng phát biểu tại buổi họp báo ngày 13 tháng 3, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết Washington sẽ mở rộng lệnh giới hạn đi lại với cả Anh và Ireland. Lệnh cấm này ban đầu được xác lập đối với Trung Quốc và đã mở rộng ra châu Âu lục địa tuần qua. Việt Nam ghi nhận ca COVID-19 thứ 50, 51, 52 và 53, trong đó một ở thành phố Hồ Chí Minh. Thêm 4 ca COVID-19 được ghi nhận tại Việt Nam, gồm 1 ở thành phố Hồ Chí Minh, 2 ca ở Hà Nội và 1 ca ở Quảng Ninh. Trong đó ở thành phố Hồ Chí Minh là hành khách đi trên chuyến bay QR970 quá cảnh tại sân bay Doha, Qatar.
Chiều ngày 14 tháng 3, Bộ Y tế nhận được thông tin kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh về 4 ca bệnh COVID-19 thứ 50, 51, 52 và 53. Theo đó, bệnh nhân 50 là nam 50 tuổi, địa chỉ phố Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội. Bệnh nhân đi công tác tại Paris về nước ngày 9 tháng 3. Ngày 11 tháng 3, bệnh nhân bị sốt nóng, ho khan và không tức ngực, khó thở. Ngày 13 tháng 3, bệnh nhân vào Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, cơ sở Đông Anh, được xét nghiệm và chẩn đoán dương tính với SARS-CoV-2. Tối ngày 13 tháng 3, mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân được gửi sang Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, cơ sở Đông Anh. Cơ sở Đông Anh tình trạng sức khỏe ổn định. Bệnh nhân thứ 51 là nữ 22 tuổi, địa chỉ Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh ở châu Âu, từ ngày 23 tháng 2 đến ngày 12 tháng 3 có đi qua nhiều nước. Ngày 12 tháng 3, bệnh nhân bị ho sốt. Từ ngày 11 tháng 3, bệnh nhân có nóng sốt, ho khan, không bị tức ngực, khó thở. Sáng ngày 13 tháng 3, bệnh nhân này bay về Nội Bài trên chuyến bay QR968 và được trở thẳng vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cơ sở Đông Anh, được xét nghiệm và chẩn đoán dương tính SARS-CoV-2. Tối 13 tháng 3, mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân được gửi sang Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khỏe hiện đang ổn định. Bệnh nhân thứ 52 là nữ, 24 tuổi, địa chỉ khu 4B, phường Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh. Bệnh nhân là hành khách trên chuyến bay từ London về Việt Nam ngày 9 tháng 3. Sau khi xuống sân bay Nội Bài, bệnh nhân bắt taxi thẳng về nhà tại Hạ Long, tự cách ly tại nhà, sau đó chuyển vào khu cách ly tập trung của tỉnh. Ngày 13 tháng 3, bệnh nhân được lấy mẫu và làm xét nghiệm tại Quảng Ninh cho kết quả dương tính. Sáng ngày 14 tháng 3, mẫu bệnh phẩm được gửi lên Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Dã chiến cơ sở số 2 tại tỉnh Quảng Ninh. Tình trạng sức khỏe ổn định. Bệnh nhân số 53 là nam 53 tuổi, quốc tịch Cộng hòa Séc, tiền sử chưa ghi nhận bất thường, vào Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13 tháng 3. Trong thời gian ở Cộng hòa Séc, bệnh nhân có tiếp xúc với người Ý. Ngày 10 tháng 3, bệnh nhân nhập cảnh vào cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, chuyến bay QR970, quá cảnh tại sân bay Doha, Qatar. Sau khi vào Việt Nam, bệnh nhân lưu trú tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân khởi phát bệnh vào ngày 13 tháng 3 với biểu hiện ho khan, mệt mỏi. Bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Hồ Chí Minh, chụp X-quang có dấu hiệu thâm nhiễm 1/3 dưới đáy phổi, được chuyển đến cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, bệnh nhân được xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2, sau đó mẫu bệnh phẩm được chuyển về Bệnh viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh và kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính SARS-CoV-2. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.